Chào các bạn. Thời tiết thay đổi đột ngột làm gia tăng các bệnh đường hô hấp. Đối với các bệnh lý như viêm mũi họng, viêm phế quản gây tăng tiết dịch mũi và đàm nhớt thì ho là cách để cơ thể tống đàm. Tuy nhiên, trẻ nhỏ thì sức ho yếu, tống đàm không hiệu quả. Lúc này, trẻ rất cần được sự hỗ trợ. Rửa mũi là phương pháp giải phóng đờm dãi cho đường hô hấp trên và dưới nhằm giúp trẻ giảm nhanh đàm nhớt, tránh việc tích tụ dịch tiết lâu ngày là nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn và cần phải dùng nhiều thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Cần lưu ý chỉ rửa mũi khi thấy tắc nghẽn dịch tiết đường hô hấp. Biểu hiện thứ nhất, trẻ sổ mũi, nghẹt mũi, nghe thấy tiếng khò khè, khó thở hoặc ho nhiều. Thứ hai, trẻ khó chịu không ngủ được vì nghẹt mũi. Thứ ba, trẻ khó ăn, khó bú, phải thở bằng miệng. Và thứ tư, trẻ thường xuyên nôn trớ, sặc sữa do đờm. Vệ sinh mũi nhìn chung có hai cách. Thứ nhất, nhỏ hoặc xịt mũi. Và thứ hai là rửa mũi. Bạn có thể nhỏ hoặc xịt mũi dễ dàng tại nhà. Dùng nước muối, sinh lý hoặc bình xịt rửa mũi. Cách làm như sau: nhỏ hoặc xịt một hoặc hai nhát vào mỗi bên mũi, dùng khăn hoặc giấy mềm thấm dịch mũi, sau đó quan sát lại, nếu còn dịch đặc thì lặp lại lần nữa. Tuy nhiên không nên xịt hoặc nhỏ quá nhiều lần bằng nước muối sinh lý vì có thể làm khô niêm mạc mũi, tối đa chỉ nên 4 lần một ngày. Cách thứ hai là rửa mũi bằng một lượng lớn nước muối sinh lý, sử dụng khi bị bít tắc mũi nhiều do dịch nhầy đặc gây khó chịu cho trẻ. Và không khuyên các bạn tự thực hiện phương pháp này tại nhà vì nếu không nắm vững kỹ thuật có thể dễ dẫn đến sặc nước muối vào phổi gây khó thở tím tái thì rất nguy hiểm. Nếu chưa quen thì bạn nên cho trẻ đi khám để nhân viên y tế hướng dẫn vệ sinh mũi đúng cách. Tại bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng có chuyên khoa vật lý trị liệu chuyên về vật lý trị liệu hô hấp nhi điều trị bằng phương pháp rửa mũi và ASE. Đưa chất tiết từ đường hô hấp dưới lên khí quản, hầu họng giúp trẻ giảm dịch tiết, đàm nhớt, thông thoáng đường hô hấp. Các bước thực hiện kỹ thuật thông mũi họng cho trẻ. Bước 1, thông rửa mũi với natri cloric 0,9%. Rửa sạch nước mũi bằng nước muối sinh lý, giúp thông mũi để trẻ dễ thở bằng mũi. Bước 2, hỉ mũi, hỗ trợ tăng tốc thì thở ra nhằm mục đích huy động và tống xuất đờm rãi ở khí phế quản. Bước 3, đưa chất tiết mũi xuống họng. Thực hiện trong thì hít vào để đưa chất tiết còn lại trong khoang mũi đi xuống họng. Bước 4, đẩy đàm, đưa chất tiết từ họng ra khỏi miệng. Đẩy đàm đúng thì thở ra, thực hiện tối đa 3 đến 5 lần có thể đẩy đàm ra khỏi miệng, không làm trẻ bị ói ọc.